Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Sáng nay 6 giờ sáng thì Trường Nguyễn và Lê Lê đã có mặt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Lý do chúng tôi có mặt ở đây là để đón vợ chồng cô Ngọc Mai từ California đến. Chúng ta cũng đã biết là đến cô Ngọc Mai với nhiều cái tâm huyết, thiện chí đối với lại Việt Nam và người dân Việt Nam và đặc biệt với vợ chồng chúng tôi. Cho nên là chúng tôi đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh vào tối hôm qua để mà chuẩn bị sáng hôm nay đón cô. Gặp được cô, chú, có thể nói là chúng tôi cũng sẽ rất vui mừng. Và bây giờ chúng ta xem cái quang cảnh tại cái trường Tân Sơn Nhất như thế nào trước cái thời gian đón cô. Có lẽ bây giờ là vợ chồng cô đã đáp xuống rồi đấy. Chúng tôi sẽ đi xuống để mà chuẩn bị tiếp đón nhé. Don't stop.
tiên được gặp cô Ngọc Mai và chú James. James? Yes. So, welcome to Vietnam. Thank you. Come on. It's a long trip, so how did you feel? Right, like a prisoner in the airplane. Mà ông nói là giống như là tù nhân ở trên máy bay. And I think so your legs feel hurt or something because in the airplane. No. Being stuck in the airplane. Tôi nói là chắc không biết có đau chân không trên máy bay như vậy. The first woman in Vietnam right now to compare with the trip from last time you go. How do you feel? We came in November last time and it was not so warm. It was cool. Yeah. And didn't you go straight to Hanoi? Yes. Yeah. So yeah, this is different. Different, right? Ông nói là ông đến chuyến bay tháng 11 lần trước, cho nên nó mát này, còn chuyến này thì nó khác hơn. Và ông đang giáo giác nhìn xung quanh. Còn cô Ngọc Mai, cô thấy thế nào ạ? Trời ơi, mồ hôi. Vâng. Cô thấy thế nào? Chỉ biết vui thôi, mừng thôi. Chỉ biết vui thôi ạ. Chưa nói được cái gì cảm xúc nhiều đúng không? So bây giờ là xe taxi đã chờ đợi chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa cô chú về khách sạn để nghỉ ngơi và chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện nhiều hơn. So we will have a long trip. So what I can serve you your help. We will take care of you and Cô Ngọc Mai. All right. And are you familiar with the Vietnamese food? Like pho. And what do you like to eat? American food like hamburger, steak, or pho? I can't think right now. You can. Tôi bây giờ hỏi ông cũng không trả lời được đâu. Thôi bây giờ chúng ta lên xe taxi nhé. Okay. Thank you to hotel right now. Okay. Yeah. Yeah. Please. Dường như họ thuê cái người một cái bang mà chuyên về ra vé hay sao á, mấy người đó người tàu hay gì á, chứ không phải người Việt của mình, thì mẹ không có để ý. Cái tới chừng lên rồi coi mỗi người ngồi một nơi đó, thì mẹ có complain, thì nói thật ra là mấy cô ở trên đó rất là, mấy cô mà tiếp viên nó rất là tốt. Cổ tới cổ săn sóc rồi cổ xin lỗi đủ thứ hết đó, rồi cổ cố cổ tìm thì có cách nào để cô thay đổi cái ghế mà cũng không được, vì nó đầy hết con. Tức là chuyến bay đầy hết, full hết, ngay cả hạng thương gia là cũng không có một chỗ nào nhúc nhích đó, đầy hết đó. Cho nên là nó chỉ có cái đó. Rồi một cái nữa đó là cái lúc mà mình mua đi đó con, thì nó rất là lộn xộn. Rất là lộn xộn, thì cũng không biết gì cái lý do gì, nhưng mà cái lộn xộn này đó dường như đó là từ những cái người khách, rồi họ thay đổi cái gì đó, tức là mình nhìn cái chỗ cái bàn mà trước khi mà đi vô đó con, là mình thấy cứ hết người này tới cái gì đó rồi mình cũng không có nghe, nhưng mà biết là cũng do là khách đó. Họ đổi từ chuyến bay này chuyến bay khác, rồi đổi giấy đổi gì tùm lum, thành ra nó làm một cái cảnh rất là hỗn loạn. Rồi cuối cùng ra là mình ai nấy đi vô, chứ thường khi đó là cái hạng thương gia đó là đi trước với lại đàn bà trẻ con và những người tàn tật đó, rồi họ mới kêu từ từ tới những cái ghế sau này đó, hàng ghế số mấy đi cái thứ tự. Cái này là nó tùm lum hết tới cái giờ phút chót. Thành ra mẹ với chú thì cứ ngồi để chờ, mẹ nói với chú rồi thôi thì kệ, đứng chi cho nó mệt, tại vì nó không bao giờ có thể cất cánh mà không có mình. Thì mình cứ việc ngồi để chừng nào người ta vô hết rồi mình vô cũng không sao nữa đó, chứ đứng chi cho nó mệt. Đó là chỉ có cái đó. Nhưng mà khi mà lên trên máy bay rồi á, thì mẹ complain với mấy cô, thì mấy cô rất là nhiệt tình, cái tiếp đãi ở trên máy bay có thể nói là rất là tốt. Rất là tốt, cái gì cần một cái là mấy cô, như là cái chân của chú dài quá đó, không để gì, cái không có cái gì mà gác ở dưới cái đầu gối đó con, đó thì là nó không có, nó cũng như là nó đau á, thì mấy cô là chạy lấy hết cái gì mà chú cần, muốn mấy cái gối hay cái gì là cô lăn xăng, mấy cô lo rất là chu đáo. Và đồ ăn rất là ngon. Tại vì á, mẹ có đi cái va hồi xưa đó, mẹ cũng đi mà cái hạng mà thương gia như vậy đó, thì so lại đó thì cái thức ăn đó, nó không có bằng cái đồ ăn này, nó ngon hơn nhiều, cái vị ngon hơn đó.
mình đã tức là 16 tiếng rưỡi mình được ăn mấy bữa ở trên hai bữa, hai bữa ăn hai bữa. Nhưng mà cái khoảng giữa đó nếu mà mình cảm thấy mình đói bụng đó, mình muốn ăn cái gì thì mình gọi là người thật mấy cô cũng đem tới. Vâng. Đó, ngay cả như cái lúc mà mom đi đi vệ sinh mà mom đi ngang cái mình thấy mấy cô đương chuẩn bị phở thì mom nói cha có trên này cũng có phở, mấy cô hỏi vậy chứ bác bán muốn ăn không, con làm cho bác ăn bây giờ. Ừ. Nói không con thì chỉ nói vậy thôi chứ. Yeah. Thì cái cách tiếp đãi thì rất rất là tốt. Yeah. Phải phải nói là vậy thế đó. Nhưng mà chuyến bay của mom là bay thẳng, tức là không có dừng chỗ nào cả, 16 tiếng rưỡi là vậy. Đi thẳng luôn. À. Mà cái ông mà captain á, ông xuống cái máy bay rất là nhẹ. Ừ. Rất là nhẹ. Thường thường nó ngày trước mà mom đi ra đó nhiều khi nó xuống nó nó dòng cái đó, nó dòng mình nó dòng vậy. Nhưng mà cái âm này ông xuống cái máy bay rất là nhẹ. À. Mà đi vô rất là êm. Mình nghĩ cái chiếc máy bay nó to như thế đó ha, mà khi mà ông lên đó là rất là nhẹ. Ừ. Đó, thì chứng tỏ là cái người này đó là cái kinh nghiệm đó con. Ừ. Đó, có một cái kinh nghiệm rất là tốt thành đó. Đó, nếu mà nói là lên trên máy bay thì rất là tốt, cái gì cũng được hết. Dạ. Mấy cô dễ thương lắm. Ừ. Cần cái gì đó là thành ra cứ ngủ một giấc dài xem một vài cuốn phim. Không có coi phim luôn con. Dạ. Không có coi phim. Chỉ lo ngủ thôi. Ừ. Cho nó khỏe. Còn chú thì đem theo một cuốn sách, nhưng mà ông chê cuốn sách nó dở quá. À. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.